Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Không có sự diện của Chúa chúng ta không dẫn được đâu. Chúng ta dẫn mình không được cho chúng ta dẫn ai. Amen. Amen không ạ? Trần hãy nhớ sự điệp đó. Và gần một tháng trôi qua thì chúng ta đã nghe tôi cái ơn của Chúa để chia sẻ tấm lòng của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào sự tử nạn. Trước khi Ngài bước vào sự thương khó, Ngài dành thời gian như con người khác. Nếu tôi và anh em biết trước mình ra đi, biết trước cái chết của mình, thì chắc chắn chúng ta đầy sự sợ hãi, phải không? Chúng ta sẽ đầy nao sờn, chúng ta sẽ đầy sự lo lắng, chúng ta sẽ đầy dãy sự căng thẳng, áp lực. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài biết trước cái chết của Ngài như thế nào. Nhưng mà xuyên suốt một khoảng thời gian rất là dài, Ngài không nói gì về chính Ngài. Ngài không lo gì về chính Ngài. Nhưng Ngài biết giờ phút Ngài ra đi và Ngài dành những điều dạy dỗ rất quý giá cho các sứ đồ, cho các môn đồ và cho đoàn dân đông đi theo Ngài. Amen. Và trong đó tôi đã chia sẻ cho em rằng lý do tại sao Ngài dẹp đền thờ. Tôi cũng chia sẻ cho anh em về 10 người nữ đồng trinh, phải không? Có phải không? À, và rồi sắp nay chúng ta thấy sau câu chuyện 10 người nữ đồng trinh thì chúng ta dỡ Matthew đoạn 25 bắt đầu từ câu 14. Đến câu thứ 30. Câu 14 đến câu 30, tôi xin trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên và xin lắng nghe tôi đọc lời của Chúa. Và sau đó thì xin mời chúng ta đọc chung. Câu 30. Amen không ạ? Tôi xin đọc trước. Vạn nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Tài đây có nghĩa là tài năng hay khả năng của mỗi người. Đoạn chủ lên đường, tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: lại Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lần trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: lại Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lân cũng đến mà thưa rằng: lại Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất, đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Xong chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ giữ và biếng nhác kia, người biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Xin mời ta đọc chung câu 30. Còn đầy tớ vô ích đó,
hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Lời của Ngài, lời có thẩm quyền, lời đem đến đức tin, lời có quyền để biến đổi đời sống của những kẻ tin, và lời còn đến đời đời. Hỡi Thánh Linh là thần lẽ thật, xin đến làm cho lời của Chúa được tôn trọng giữa vòng chúng con hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu về sự dạy dỗ của chính Ngài trước khi Ngài chết đền tội cho nhân loại. Ngài đã dành thời gian đó, Ngài không lo nghĩ về chính mình, mà Ngài lo nghĩ về các môn đệ. Và sáng nay cũng vậy, Ngài đang lo nghĩ về mỗi một chúng con, là những môn đệ, là những môn đồ đi theo Chúa Giêsu, tin nhận Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện, xin lời của Chúa làm chúng con run sợ. Xin lời của Chúa khiến chúng con kính sợ Ngài nhiều hơn, để chúng con không rơi vào câu 30 mà chúng con đã đọc. Chúng con trở thành đầy tớ vô ích, nhưng chúng con đều trở thành những đầy tớ có ích cho Chúa. Hỡi Chúa yêu dấu của chúng con, xin giải bài chân lý này, giải bài lẽ thật này. Hỡi Thánh Linh, xin dẫn chúng con vào lẽ thật, xin dạy chúng con hiểu lời của Ngài, để buộc chúng con thật sự nghiêm túc, và để lời của Chúa có thẩm quyền trên đời sống của chúng con, biến chúng con trở thành những đầy tớ ngay là trung tín của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh ta đồng ngồi. Và với phân đoạn kinh thánh này, tôi tin rằng những ngày qua chúng ta đã dành thời gian đọc và suy gẫm theo lời kêu gọi của tôi. Với phân đoạn kinh thánh nói về các ta lân, nói về các đầy tớ, thì Chúa Thánh Linh cho tôi cái chủ đề đó là hai loại đầy tớ. Khi tôi nhìn vào trong kinh thánh và nhìn vào hội thánh hữu hình của Chúa toàn cầu nói chung, và hội thánh của chúng ta, hội thánh của Chúa Giêsu ở đây, và tôi nhìn thấy những điều gì Chúa Giêsu nói trong một gia đình có hai đứa con trai, đứa anh con trai hoang đàng và đứa con trai hoang đàng, thì trong hội thánh ngày hôm nay cũng có những người như vậy, cũng có người ở trong hội thánh đi nhóm lại nhưng vẫn làm thí riêng như đứa con trai hoang đàng, phải không? Và rồi cũng có những người không hoang đàng, rất là siêng năng đi nhà thờ, rất trung tín đi nhà thờ, nhưng không biết Đức Chúa Trời là ai cả. Rồi cũng có câu chuyện Chúa Giêsu nói, Chúa bảo người này hãy đi ra đồng làm việc này, thì cái người nói dạ thưa cha con đi, nhưng sau đó đổi ý không đi. Và có người nói với Chúa là, nói với người cha là con không đi, nhưng sau đó đổi ý lại đi. Thì trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng có những con người như vậy. Có những người ban đầu nói mình đi theo Chúa, mình đi theo Chúa, và chúng ta vui mừng vì chúng ta nhìn thấy có những điều biến chuyển trong đời sống của họ, nhưng sau đó họ thay đổi cái ý định của họ, đó là không muốn đi theo Chúa nữa. Và ngược lại có những người chúng ta thấy chăm chay chăm chuột, giúp họ thật là khó, và chúng ta cảm thấy dường như là cho đến bao giờ người này được thay đổi. Nhưng bỗng dưng một ngày nào đó họ đã thay đổi tâm trí của họ và họ quyết định đi theo Chúa. Amen. Amen. Và phân đoạn kinh thánh hôm nay chúng ta cũng thấy hai loại đầy tớ ở đây. Một loại đầy tớ đó là ngay lành trung tín mà Chúa Giêsu khen. Amen. Người chủ khen. Và một loại đầy tớ mà Chúa nói là đầy tớ biến nhát, đầy tớ vô ích. Và hai loại đầy tớ này nó cũng tồn tại trong hội thánh ngày nay, và có thể nó tồn tại trong một vụ giải cứu của Chúa ở nơi chỗ này. Làm sao để chúng ta biết đâu là hình ảnh của mình trong đầy tớ mà Chúa khen là ngay lành trung tín? Làm sao để chúng ta nhận diện rằng hình ảnh của đầy tớ biến nhát vô ích nó ở trong đời sống của một chúng ta? Tất cả đều có câu trả lời trong nền tảng của Kinh Thánh qua câu chuyện này. Amen. Điều thứ nhất chúng ta nhìn thấy, chúng ta trở lại với câu thứ 14. Phản Đức Thiên Đàng sẽ giống như một người kia
khi đi đường xa khỏi các đầy tớ mà giao của cải mình. Đây là điều đầu tiên mà chúng ta học, nói về Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Người chủ này, hình ảnh mà Chúa Giêsu kể, nước thiên đàng giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Anh biết rằng cái tâm trạng của Chúa Giêsu, Ngài rất là lo cho các môn đệ của Ngài, trong đó có các sứ đồ, trong đó có 70 môn đệ, trong đó có đoàn dân đông theo Ngài. Amen. Amen. Và tâm trạng của Ngài đối với chúng ta hôm nay cũng vậy. Có những người được gọi là thầy đang có mặt ở đây. Có những nhân sự đang tập tành phục vụ Chúa đang có mặt ở đây. Và có những người mới theo Chúa cũng đang có mặt ở đây. Còn tâm trạng hay là tấm lòng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy gì? Ngài lo, bởi vì đối với Ngài, Ngài luôn luôn muốn nhìn thấy đời sống của chúng ta tăng trưởng. Ngài không muốn chúng ta đi thụt lùi, cho tôi nghe chị amen. Ngài không muốn chúng ta đi thụt lùi, bởi vì một người đi thụt lùi là một con người sẽ té ngã. Không ai đi thụt lùi mà không té cả. Chúa dừng đôi mắt của chúng ta không ở phía sau, mà Chúa dừng đôi mắt của chúng ta ở ngay trước mặt chúng ta đây. Amen. Có nghĩa là Chúa muốn ta tiến, không lùi. Hallelujah. Chúa muốn chúng ta nhìn về tương lai trong sự sáng ngời, trong sự đầy hy vọng. Nhưng có những anh em đã đi thụt lùi. Có những người phục vụ Chúa đã đi thụt lùi. Họ có một cái nhìn rất tiêu cực. Chúng ta nghe họ nói chuyện thì nghe nó hay lắm, nhưng đời sống họ không đi tới mà họ đang đi thụt lùi. Và Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Ngài đang đi tới, đi vào chỗ của sự thương khó. Ngài đang đi tới để chấp nhận chết đền tội cho nhân loại, nhưng tấm lòng của Ngài không có đi thụt lùi, cho tôi nghe chị amen. Ngài lo cho các sứ đồ, Ngài lo cho các môn đệ, Ngài lo cho đoàn dân đông. Đó là Ngài muốn các sứ đồ phải có kết quả. Ngài muốn những người hợp Chúa phải có kết quả, cho tôi nghe chị amen. Nước thiên đàng không có chỗ cho kẻ biến nhát. Vì cái đó tại đó, tại sao tôi nhìn thấy có những người đi theo Chúa mà đời sống của họ, tôi nói em rằng là nó cùng cực, nó khốn khổ, nó tệ hơn người chỉ biết Chúa, bởi vì họ là một người đầy tớ biến nhát. Nước thiên đàng không có chỗ cho kẻ biến nhát. Biến nhát đọc kinh thánh, biến nhát hạ mình, biến nhát khiêm nhường, thích sống kiêu ngạo, thích sống theo kiểu của mình, thích sống cho tội lỗi, thích sống cho nhục dục. Và nước thiên đàng không có chỗ cho những kẻ như vậy. Và Chúa Giêsu rất lo, và Ngài kể câu chuyện này. Nước thiên đàng giống như một người chủ kia chuẩn bị đi đường xa, amen. Là chuẩn bị ngày chết, ngày thăng thiên, ngày về trời. Amen. Ngài đi đường rất là xa. Và sứ điệp này Giu-đa Ca-rốt cũng nghe. Và khi tôi suy gẫm, chúng tôi nói tôi đây là cái lời tiên tri, nó mang lời tiên tri cho chức vụ của Giu-đa Ca-rốt. Và cuối cùng, ông là kẻ đi vào nơi tối tăm, phải không ạ? Anh em sáng nay đừng nghĩ rằng lời của Chúa cho ai đó. Hãy để cho lời của Chúa phán trực tiếp với mỗi đời sống của chúng ta. Và người chủ kêu để tớ đến. Người chủ làm gì ạ? Giao của cải mình. Anh em có biết rằng Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại trong quyền năng của sự đắc thắng. Ngài thắng sự chết, amen. Chưa có con người nào thắng được sự chết, chỉ có con người Giêsu mà thôi. Và rồi Ngài thắng thiên về trời. Và 10 ngày sau khi Ngài thắng thiên về trời, một của cải trong ngoặc kép, một tài sản rất lớn mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình trước khi Ngài thăng thiên: các ngươi cứ ở trong thành chờ đợi điều cha ta đã hứa. Amen. Amen. Đó là Đức Thánh Linh.
Anh em, Đức Thánh Linh là bảo vật đối với tôi. Còn đối với anh em thì sao? Đối với anh em thì sao? Đối với những người đang nghe sứ điệp này thì sao? Tôi lặp lại, Đức Thánh Linh là bảo vật mà chức vụ Chúa Giêsu đã ban tặng cho tôi. Nên tôi quyết, nếu mình nói Đức Thánh Linh là bảo vật thì hãy trân quý, đừng làm buồn Ngài nữa, đừng lạm dụng Ngài nữa, đừng sống theo ý riêng của mình nữa. Nếu chúng ta nói Đức Thánh Linh là bảo vật thì hãy học tập trân trọng Ngài. Amen. Amen. Và lời của Chúa nó có 15 chủ đề cho người kia 5 ta lăng. Ta lăng là hình ảnh của các ân tứ. Ân tứ giảng dạy, ân tứ chữa lành, ân tứ thông giải, ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ chữa lành các thứ tật bệnh. Amen. Ân tứ giáo sư, chức vụ sứ đồ, chức vụ tiên tri, chức vụ truyền giảng, chức vụ mục sư, chức vụ giáo sư. Đó là các tà lần. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Và anh em yêu dấu của tôi, tấm lòng của Chúa lớn lắm. Vì cái đó mà tôi tuyên bố rằng trong hội thánh của Chúa không bao giờ có một người không có tà lần. Chúa giao người này 5 tà lần, người kia 2 tà lần, và người nọ 1 tà lần. Amen. Tùy gì ạ? Tùy tài hay là tùy khả năng của mỗi một con người. Anh em, Đức Chúa Trời dựng nên con người không ai giống ai cả. Hallelujah. Mỗi người đều có một khả năng. Tôi nghe chị Amen. Tôi nghe chị Amen. Và tôi nhìn vào gia đình của Chúa ở đây thì chúng ta thấy rất rõ điều này. Có người có khả năng này làm việc này, và có người không có khả năng đi làm công việc đó. Amen. Amen. Và chúng ta cùng nhau phát triển khả năng này. Anh em, nếu ta có khả năng, nếu ta có tài năng cộng với ân tứ Chúa ban cho chúng ta, hay là ta lăng mà Chúa giao cho chúng ta. Amen. Chúa giao ta lăng ta để làm gì? Để phát triển ta lăng đó ra, để phát triển khả năng đó ra, để xây dựng vương quốc của nước Chúa Trời. Cho tôi nghe chưa? Amen. Hallelujah. Và đối với tôi, ta lăng giống như đồ trang sức của những người nữ vậy. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời dựng nên người nữ, họ có những cái nét mà tôi gọi nên là người đàn ông không có. Ví dụ cái nét dịu dàng của người nữ. Amen. Amen không ạ? Rồi cái đẹp của người nữ đàn ông ta không có. Amen. Amen không ạ? Họ đã đẹp rồi mà chúng ta thấy rằng họ còn trang điểm vào nữa thì cái nét đẹp của họ tăng lên gấp mấy chục lần nữa. Thì khi một người có tài năng, một người có khả năng, nhiều người có khả năng đó là gì? Họ làm nhiều việc lắm. Nhưng nếu khả năng đó được Chúa ban cho ân tứ nữa thì cái khả năng đó nó trở nên có tác dụng hàng chục trăm lần nữa. Cho tất cả chị amen. Và nó làm đẹp đời sống của tôi mình em nhiều hơn nữa. Anh em thấy khi một người biến nhát đó, bao nhiêu người ở đây thích sống với người biến nhát nè? Riêng tôi không thích. Mình sống với người biến nhát chán lắm. Chúng ta thấy họ ăn xong họ nằm, nằm xong họ dậy họ ăn, ăn xong lại nằm. Và đó là hình ảnh mà không thể nào tôi thích sống với người như vậy được. Và Chúa Giêsu giao ta lân cho tất cả các đệ tớ. Amen. Theo khả năng của mỗi người. Anh em biết rằng không ai đến khai với Chúa trong lý lịch rằng là con có khả năng này. Nhưng người chủ đây là hình ảnh của Chúa Giêsu, Ngài là đấng toàn tri. Vì cái đó anh em phải biết rằng có nhiều người cứ nghĩ rằng là tại sao Chúa cho người này nhiều ân tứ, còn con cũng có một ơn. Anh em, bởi vì Chúa nhìn khả năng của mỗi con người. Amen. Amen. Tôi học Chúa Giêsu, và trong gia đình của chúng ta cũng có nhiều người, chúng ta cứ nghĩ rằng họ có rất nhiều khả năng. Nhưng thật sự không. Không phải. Cái đó nó trở thành cái tính của họ chứ không phải là khả năng. Và có nhiều người chúng ta nghĩ rằng họ có nhiều khả năng lắm,
họ có nhiều ân tứ lắm, nhưng không phải. Họ chỉ được Chúa giao cho một cái ân tứ thôi, amen. Nhưng tại sao họ thất bại? Bởi vì họ đã biến nhát và họ đã thất bại. Chúng ta sẽ đi sâu vào điều đó. Nhưng bây giờ ta đến điều thứ hai, chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra ở đây. Câu 15 nói chủ cho người này 5 talăng, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài hay là khả năng mỗi người. Đoạn chủ lên đường. Anh biết rằng hiện tôi đang giảng sứ điệp này của Chúa Giêsu, thầy của tôi, cứu Chúa của tôi, thì Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ngài đang ở trong lòng của một chúng ta. Ngài đã đi rồi và Ngài sẽ trở lại. Amen. Nhưng mà chúng ta thấy câu 16, loại người, xin lỗi, loại đầy tớ đầu tiên, khi họ nhận ta lăng thì Kinh Thánh dùng cái từ là tức thì. Người đã nhận 5 ta lăng đi làm lợi ra và được 5 ta lăng khác. Tôi nhấn mạnh chữ tức thì. Anh em thấy rằng cái người đầy tớ thứ nhất, loại đầy tớ thứ nhất là đầy tớ siêng năng. Amen. Mà chủ khen là ngay lành và trung tín. Anh em biết rằng chủ không nói nha. Chủ giao ta lăng nhưng mà chủ không nói là hãy đi làm lợi ra. Hãy nhớ điều này. Chủ không nói. Nhưng về một mặt, anh ta phải hiểu này. Ai đã từng làm ăn, với người làm ăn, họ không bao giờ để đồng tiền chết. Thật tôi nghe chữ amen. Đối với người buôn bán, không bao giờ họ để đồng tiền chết. Đối với người làm ăn, đối với thương gia, họ có một đồng, họ phải làm lợi ra những đồng khác. Cho tôi nghe chữ amen. Và người chủ là Chúa của thế Giêsu, Ngài ban ân tứ Thánh Linh cho tôi và anh em. Và chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu tấm lòng của Chúa. Đó là Ngài cho ta ân tứ không phải để làm đẹp mình, amen. Không để bạn gái yêu chúng ta, không phải. Không phải để ta nổi tiếng, không phải để ta khoe nhiều người khác rằng ồ mình có từng ta làm này, không. Nhưng mà Chúa cho ta ân tứ Thánh Linh của Chúa, đặt ta chữa lành chăng, những danh Chúa đuổi quỷ chăng, chữa lành các thứ bất bình chăng, ân tứ đức tin để làm các phép lạ chăng, hay là sự kêu gọi làm sứ đồ, tiên tri, vân 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 vân, là để làm gì? Để chúng ta xây dựng vương quốc của Chúa. Và chúng ta thấy cái người này nhận được 5 ta lăng, ông hiểu ý của chủ Ngài. Amen. Amen. Anh em, vì lý do này mà có nhiều người xin Chúa, Chúa cho con ân tứ, cho con ân tứ làm giáo sư, Chúa không cho. Bởi vì Chúa biết chúng ta không có khả năng để quản trị cái ân tứ đó. Amen. Giống như ta nhận tiền mà không làm lợi ra đồng tiền. Vì cái đó mà có nhiều người suốt cả cuộc đời họ đi với Chúa, không có một ơn nào trên đời sống của họ cả. Nếu mà có là chỉ tài vật thôi. Có là bà đâu đánh đó, sai đâu đánh đó. Chứ họ không thực sự phát triển được cái ân tứ đó. Bởi vì họ không quản lý được cái ơn mà Chúa ban cho tôi nghe chưa? Amen. Tôi có những ơn của Chúa và tôi phải phát triển, tôi phải quản lý. Tôi biết chắc một điều, tôi có ân tứ giảng dạy. Và tôi được kêu gọi như một người lính vậy. Anh em thấy những ngày qua tôi cùng chịu khổ với anh em đúng không? Có phải không ạ? Chứ không phải trời nóng đực này tôi vào cái phòng máy lạnh tôi ở. Nhưng mà tôi cũng chịu khổ như anh em. Có phải không? Cùng ăn thức ăn như anh em phải không? Và tôi phát triển cái ơn tứ của Chúa ban cho tôi. Đó là giảng, tôi phải đọc Kinh Thánh, tôi phải nghiên cứu Kinh Thánh, tôi phải làm lời ra, làm lời ra. Nhiều sứ điệp khác nhau cho tôi nghe chưa? Amen. Rồi tôi có ân tứ hay là ta lăng mà Chúa giao cho tôi đó, sự dạy dỗ. Tôi phải phát triển điều này ra. Amen. Phải phát triển điều này ra. Tôi có khả năng về, Chúa cho tôi ân tứ về giải cứu, về chữa lành. Tôi không dùng cái đó để kiếm tiền. Nhưng tôi phải phát triển cái điều đó ra. Amen. Khi tôi đọc Kinh Thánh, những câu thánh nào Chúa dạy tôi về sự giải cứu, tôi phải nốt lại.
không phải rằng là tôi đã làm công việc này mười mấy hai mươi năm về trước và bây giờ tôi nghĩ đó là cái chuyện quá quen thuộc đối với tôi. Không, tôi học với Chúa mỗi ngày, tôi làm lời ta lăn ra mỗi ngày, amen, trong công tác tư vấn, trong công tác chăm sóc, trong công tác giúp đỡ, tôi phát triển ta lăn này lên. Những cái vấn đề tôi thấy người đầy tớ đầu tiên, Kinh Thánh dùng cái từ là tức thì, có là họ không hẹn rày hẹn mai, cho tôi nghe chữ amen. Đây là cái bệnh giết chết nhiều người có ước mơ lắm anh em. Có những người hẹn, ồ, một tuần nữa con sẽ đọc Kinh Thánh, hay là khi Chúa giải quyết cái nan đề cho con này, con hứa. Có nhiều người đã bị cái bệnh này là hẹn đó, phải không ạ? Hẹn. Anh em, bao nhiêu lần chúng ta đã hẹn với Chúa rồi, bao nhiêu lần chúng ta đã hứa với người chủ về linh hồn của chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu rồi. Con hẹn, con hứa với Chúa lần này, lần này, lần này, và Chúa nó đã bao lần rồi. Anh em, cái người đầy tớ đầu tiên mà chúng ta học này, ông không hẹn, amen, mà cái đánh chung cái từ là tức thì. Tức thì quên là gì? Liên liên. Làm lời ta lăn ra, amen. Ta nghe chưa, amen. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra? Người hai ta lăn cũng vậy, cũng tức thì làm lợi ra hai ta lăn khác. Cho tôi nghe chữ amen. Amen. Nhưng chúng ta thấy hình ảnh của người đầy tớ biến nga. Câu 18, xong người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Hai người đầy tớ đầu tiên là hình ảnh của hai đệ, của người đầy tớ siêng năng, biết ý của chủ. Họ liên liền làm công việc đó. Tôi muốn hỏi anh em sáng nay, bao nhiêu người ở đây biết ý của Đức Thánh Linh cho đời sống của chính mình, trong công tác chăm sóc, trong công tác dạy cư, trong công tác giảng dạy, bao nhiêu người thật sự biết ý của Chúa? Trong công tác hướng dẫn thờ phượng, bao nhiêu người biết rằng ý của Chúa, của Chúa là chủ của buổi nhóm chứ không phải người hướng dẫn? Chúng ta biết ý của Chúa muốn chúng ta hát bài hát gì? Bao nhiêu người phục vụ trong nhạc cụ, ta biết ý của chủ trong buổi nhóm? Bao nhiêu người chúng ta ở đây biết ý của chủ khi chúng ta đọc Kinh Thánh sau hôm nay? Nếu một con người không biết ý của chủ, chúng ta sẽ sống lung tung, phải không ạ? Có phải không? Chúng ta sẽ sống lung tung, chúng ta sẽ sống cái kiểu của mình, chứ phải kiểu của một đầy tớ ở dưới cái uy quyền của một người chủ, amen. Chúng ta sẽ sống lung tung. Tôi học với Chúa hơn 30 năm rồi, nhưng mà sáng nay tôi thức giấc dậy 3:30, tìm kiếm Chúa, đọc lời của Chúa, phải biết ý chủ muốn tôi giảng điều gì cho anh em hôm nay. Và hai người đệ tử đầu tiên họ biết ý của chủ, đó là chủ cho của cải, là ý của chủ muốn họ làm lợi ra của cải thêm, amen. Và họ đã làm lợi. Người năm ta lăng làm lợi thêm năm ta lăng nữa, người nhận hai ta lăng làm lợi ra thêm hai ta lăng nữa. Nhưng đứa đệ tử biên nhạc đã không biết ý của chủ. Ông chỉ biết chủ thôi nhưng không biết ý của chủ. Tôi xin ta đào sâu chỗ đó. Ông biết chủ nhưng ông không biết ý của chủ. Và bây giờ chúng ta thấy nè, điều gì xảy ra ở đây? Câu 19, cách lâu ngày chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Anh em, sẽ đến một ngày Chúa sẽ hỏi chúng ta là cái ơn tứ mà Chúa ban cho chúng ta đó, chúng ta phát triển ra như thế nào? Bao nhiêu người tin điều này? Chúa sẽ tính sổ đó anh em. Chúa sẽ tính sổ. Chúa không bảo, Chúa không hỏi chúng ta là con đuổi được bao nhiêu con quỷ đâu.
Và Chúa cũng chẳng hỏi chúng ta là con chữa lành được bao nhiêu người đâu không. Và Chúa cũng chẳng nói là con làm mục sư cai quản được bao nhiêu hội thánh, Chúa cũng chẳng hỏi gì đó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta, Chúa hỏi chúng ta là cái ta lăng, cái ân tướng ta giao cho con đó, con làm lợi nó như thế nào? Amen. Amen. Con phát triển cái ân tướng đó như thế nào? Chứ không phải là con đuổi bao nhiêu con quỷ. Amen. Có một mục sư gần đây post lên là hễ ai chống sự giải cứu chữa lành đuổi quỷ nhân danh Chúa Giêsu thì là tà giáo. Chú nói với tôi rằng là vị mục sư đó đã viết không đúng về giáo lý. Có những người cũng đuổi quỷ cũng chữa lành vậy mà chú, nhưng mà ngày đến chú nói gì? Ta không biết ngươi. Có phải không? Ta không biết ngươi. Thì thế thì cái người đuổi quỷ, người chữa lành đó coi chừng tà giáo, cho nên chú không biết. Hãy nhớ rằng đuổi quỷ chữa lành không phải tại chúng ta, nhưng mà ơn của Chúa ban cho chúng ta. Amen. Chúng ta phải phát triển cái việc quản lý ân tứ này. Chúa cho ta ân tứ không phải để chúng ta trục lợi người khác. Chúa cho chúng ta ân tứ không phải để chúng ta kiếm tiền từ nơi người khác. Amen. Vì có một số hội thánh trên toàn cầu, một ai muốn được chữa lành bệnh năng y, ký cái check đi, 5.000 đô, 10.000 đô. Họ cầu nguyện để được chữa lành cho. Có nhiều người cần được chữa lành quá, ký cái check trước. Và sau đó, bệnh còn đó, khốn khổ hơn trong tay của những mục sư đã lạm dụng về ân tứ của Chúa để trục lợi, kiếm tiền từ nơi người khác. Và khi Chúa tính sổ, người nhận 5 ta lăng đem đến 5 ta lăng khác nữa, câu 20, và thưa rằng lại Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lăng. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lăng nữa. Anh em, Chúa muốn chúng ta làm lợi ra ơn tứ của Ngài cho tôi nghe chị. Amen. Chứ Chúa không muốn chúng ta dùng ân tứ để làm ra tiền bạc, để kiếm tiền cho cuộc đời của mình. Chúa trao ân tứ của Ngài cho chúng ta, và Chúa muốn ta làm lợi ra. Ví dụ như một người được ân tứ của sự thờ phượng, được ban cho sự thờ phượng, thì người đó phải làm lợi ra bằng cách huấn luyện cho người khác cho tôi nghe chị. Amen. Tôi thấy có nhiều bên, có nhiều hội thánh cứ đi học thờ phượng này đến học thờ phượng khác, và sự thờ phượng của họ cũng tới mức đó rồi. Làm có gì là khác hơn cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã nhầm rồi. Họ nhầm rồi. Họ không biết quản lý cái ân tứ. Mà để quản lý được ân tứ thì phải quản lý được tấm lòng của chúng ta đã. Tao tự nghe chị. Amen. Có nhiều người cứ đi tìm kiếm con người, tìm kiếm mấy con người được ơn này, để con người được ơn khác. Và nay có nhiều người tìm kiếm những con người có tiền bạc, có tiền bạc. Anh em, để ta quản lý được ân tứ, phải biết quản lý được tấm lòng của chúng ta. Một người không quản lý được tấm lòng của chính mình sẽ không bao giờ quản lý được ân tứ Chúa ban cho. Amen. Amen. Và người năm ta lân này đem đến mà nói Chúa này, Chúa, Chủ ơi, đây này, Chủ cho tôi 5 ta lân, và bây giờ tôi làm lợi ra 5 ta lân khác. Bây giờ nếu Chủ đến với chúng ta, Chủ hỏi từng anh em, liệu chúng ta trả lời được như người đầy tớ này không? Liệu chúng ta trả lời là Chúa ơi, Chúa cho con cái ta lân này nè. Có những anh em Chúa bắt đầu cho ta lân học đánh đờn rất là nhanh, nhưng bắt đầu chúng ta biết rằng khi những người làm lợi ta lân này ra trong thương trường, bao nhiêu người biết rằng buôn bán là một thương trường, làm ăn là một thương trường, có khó khăn không, có cạnh tranh không, hả, có thử thách không, có chứ. Nhưng có những người Chúa cho bắt đầu ơn tập tành hướng dẫn, ơn đánh đờn, Chúa sức giàu, nhưng bắt đầu gì? Gặp nan đề, gặp thử thách, bỏ cái ân tứ qua một bên và trở lại sống theo cái cách của chính mình. Và Chúa Giêsu đứng dòm, chưa gì cái đã bắt đầu coi thường ơn của Ngài. Amen. Và biết rằng có những người họ chỉ tới đó không tiến lên được xa, bởi vì Chúa nhìn thấu đáo chính con người đó đã không quản lý được tấm lòng của chính mình. Một trong những bông trái của Đức Thánh Linh
Đó là sự tự chủ, phải không ạ? Có phải không ạ? Đó là mình phải làm chủ chính mình. Mình phải biết làm chủ cảm xúc của mình, cảm giác của mình, nhục dục của mình, cho tôi nghe chưa? Amen. Làm chủ tính cách của mình. Có những người không làm chủ điều này và nổi loạn, kiêu ngạo, sống theo kiểu của mình. Anh biết rằng khi mọi người để tới, anh nói: Chúa ơi, Chúa cho con 5 talent, bây giờ con làm lời 5 talent này. Anh em nó không phải đơn giản như cái lời nói như vậy, nhưng mà đằng sau cái lời nói đó, đằng sau cái lời thuyết trình này, chúng ta phải biết người đầy tớ này đã vượt lên những khó khăn như thế nào để có 5 talent khác. Tôi và anh em cũng phải vậy. Chúng ta phải vượt lên trên mọi sự thử thách. Anh em, tôi là một người này, về phương diện con người là một người lãnh đạo, anh em. Và tôi đã nhìn thấy, trước mắt tôi nhìn thấy có những anh em làm việc dưới thẩm quyền của tôi. Chúng ta lấy việc đuổi quỷ để làm thước đo cho đời sống thuộc linh của mình. Xin chấm dứt điều này. Xin chấm dứt điều này. Cái vấn đề là không phải đuổi được bao nhiêu con quỷ. Vì cái đó mà Chúa Jesus nói, đừng có vui khi quỷ phục mình này mẹ. Nhưng hãy vui vì tên các ngươi được ghi ở trên trời. Ta tụi bà chị amen. Ngài nói có rất nhiều người vui vì đuổi được nhiều quỷ. Wow. Xin Chúa thương xót họ. Đừng lấy thước đo về bao nhiêu con quỷ bị đuổi, bao nhiêu người được chữa lành. Đừng đong đếm những điều đó. Amen. Và có những câu học trò đã lấy cái điều này ra để làm thước đo, nói cho mọi người biết rằng tôi đấy. Nhưng không ngờ chính người đó đã phá hoại công việc của nhà Chúa, bị vượt thẩm quyền. Và câu 21, người chủ nói gì với người làm lợi năm ta lăng này? Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, người trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Và lời khen tặng này cũng dành cho người 2 talent, phải không ạ? Anh em biết rằng người ta không hơn thua cái chỗ rằng là: ồ, Chúa thương người đó, Chúa cho 5 talent, còn mình Chúa cho 2 talent, thôi mình chẳng làm cái gì hết, không. Nhưng mà người nhận ít talent, nhưng ngài người nhận ít đơn thức của Chúa, không có nói lên được mình điều gì. Người nhận nhiều, người nhận ít không nói lên mình điều gì. Cái vấn đề là có trung tín quản lý, thực hành và làm lợi ra ta lân hay là ân tứ mà Chúa ban cho mỗi một chúng ta hay không? Chào tất cả chị amen. Chào tất cả chị amen. Và người 2 talent cũng vậy. Họ không nói: cái người 5 talent thì đúng rồi, anh nhiều tiền, anh nhiều khả năng, anh nhiều hơn anh làm. Còn mình có 2 talent không? Người này vẫn tức thì làm lợi ra 2 talent nữa. Và con ba, chủ cũng đáp như cái lời đối với người làm lợi ra: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Anh em để ý cái lời khen của người chủ nha. Thứ nhất là người đầy tớ ngay lành. Ngay lành có là gì? Rất thẳng thắn, ngay thẳng, cho tôi nghe chị amen. Không cong quẹo. Anh em, một người nhận ân tứ của Chúa như tôi nói, không quản lý được tấm lòng của mình là mất ơn. Tôi đã học tập điều này những lần trượt chân, những lần yếu đuối, những lần phạm vào sự kiêu ngạo, những lần sai trật. Và tôi phát hiện đó là sự hiện diện của Chúa, dầu mới của Chúa không tuôn đổ nữa. Bởi vì tôi không phải là đệ tử ngay lành. Sau đó tôi xin lỗi Chúa và quyết định ăn năn. Phải sống một đời sống ngay lành. Như tôi nói, Chúa cho chúng ta ân tứ không phải để mình trục lợi người khác để mình có tiền. Amen. Để không phải mình xin tiền để mua nhà, mua cửa, để mua xe, mua cổ. No. Để sắm sửa cái gì đó cho đời sống của chính mình. No. Chúa nói với người
người đầy tớ, hai đầy tớ. Chúa nói lần đầy tớ ngay lần. Ngay là ngay thẳng, lành là một đầy tớ tốt lành, phải không ạ? Amen. Một đầy tớ làm theo ý của chủ. Người đầy tớ này mình cứ diễn đi. Đầy tớ này có thể có vợ. Ha. Và khi người đầy tớ này về có thể nói với vợ rằng: em ơi, sáng nay ông chủ cũng cho anh năm to luôn. Và ông không nói gì cả, nhưng mà anh hiểu vì anh là đầy tớ của ông, cho anh rất rành, rất rõ. Và anh biết rất rõ ràng về ý muốn của ông. Anh muốn làm lợi là năm ta lăng nữa. Amen. Amen. Nhưng vợ của đầy tớ nói gì? Thôi ông ơi, mệt quá đi nè, trưa này không có cơm ăn, đưa đây hai ta lăng đi. Mệt quá đi. Con cái bây giờ không có sữa nè, con cái chuẩn bị đi học nè, không có tiền đóng học nè. Thôi, chủ không nói gì hết, thôi. Chứ phải chủ nói thì còn được. Chủ không nói cũng là không có hợp đồng, phải không? Anh em, Chúa ban ân tứ cho tôi, Ngài không có hợp đồng với tôi đâu. Nhưng Ngài theo dõi tôi để tôi sử dụng ân tứ đó như thế nào. Hallelujah. Amen. Người chủ khen hỡi đầy tớ ngay lành. Chúng ta hãy đặt một tay lên lòng của mình, xem thử rằng mình có phải đầy tớ ngay lành không. Mình có phải là đầy tớ ngay lành không? Ngay thẳng, thẳng thắn, không có quấn co vậy nè. Không có giả dối, không có lương lẹo, không có điều hòa. Amen. Không có sống trước hội thánh thì bộ mặt như thế này, sau hội thánh thì bộ mặt như thế khác. No. Ngay lành. Cho tôi nghe chữ amen. Ngay lành. Và gì anh em? Trung tín. Ngay lành mà còn phải trung tín nữa, đúng không ạ? Amen. Trung tín có nghĩa là tin trúng. Cái lợi ý của chủ không có hợp đồng, giao năm tao lần. Nhưng mà người chủ, người đại tử biết rất rõ là chủ của mình giao tiền, giao ơn tứ, giao tao lần, không có nghĩa là để đất ở đó, nhưng để làm lợi đó ra. Cho tôi nghe chị amen. Phát triển ơn tứ đó ra. Anh biết rằng có một câu chuyện, có một cô gái, Chúa cho ban cho một ân tứ có một giọng hát rất là hay. Và ban đầu cô dùng giọng hát đó cho những buổi truyền giảng. Và rất nhiều người đã đáp ứng lời kêu gọi của cô sau khi cô hát đơn ca sau bài giảng. Và cô kêu gọi thì rất nhiều người trả lời tin nhận Chúa. Nhưng sau đó chúng ta biết gì không? Cô không quản lý được điều này. Cô bắt đầu đem cái ân tứ, đem cái ta lăng mà Chúa cho nó, cô đi vào phòng trà cô hát. Từ thứ hai đến thứ bảy, cô đi vào phòng trà cô hát. Cô nhận những tiếng pháo tay, cô nhận những cái phong bì tiền thiếp, cô nhận những bó hoa của người khác khen tặng mình. Và cô rất là hãnh diện. Chủ nhật, mục sư phải gọi điện thoại: con ơi con, tối nhật này có truyền giảng, con chuẩn bị bài hát nha. Có nhiều khi cô gật đầu: dạ thưa mục sư, con chuẩn bị. Có những lúc gì: dạ con bận rồi mục sư. Và ta biết điều gì xảy ra không? Hãy nhớ, chủ là Chúa Giêsu đang ở đây. Dù cô gái đó bắt đầu lìa xa Ngài, vào phòng trà, vào những hộp đêm để tìm kiếm sự vinh hiển cho mình, dùng ân tứ đó để kiếm tiền cho mình. Và Chúa Giêsu đứng đó. Và thế nên là Ngài yên lặng không? Bởi vì Ngài là một người chủ nghiêm nhặt, amen, rất nghiêm túc. Và bắt đầu Ngài cho phép bệnh lao phổi xuất hiện. Thì cô hát phòng trà mà, thế là có người mời cốc rượu, amen, có người mời cốc bia, có 10 người sau buổi hộp đêm đi chơi, hút thuốc, và ung thư phổi bắt đầu xảy ra. Cô giấu ông mục sư, không cho mục sư biết cô nhập viện. Và khi có những con cái Chúa biết như vậy, thông báo cho mục sư biết, mục sư lập tức đến ngay
Và ông ta cầm một bó hoa khô, ông vào ông tặng cho cái cô gái đó. Cô gái nó giận lắm, nó tại sao mục sư đối xử với con như vậy, tại sao mục sư tặng con cái bó hoa khô như thế này. Mục sư nói gì? Con à, cuộc đời của con giống như cái bó hoa này này, con sắp đi rồi. Khi con còn tươi, con còn khỏe, con dành cho thế gian. Và khi cuộc đời con chống tàn như thế này rồi, thì con mới gọi ta đến để cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho con. Anh em, cuộc đời của chúng ta cũng xem như vậy đó. Vì chúng ta không quản lý được cái ân tứ Chúa ban cho chúng ta, và rồi chúng ta sa ngã. Chúng ta bắt đầu nói Chúa thương xót con. Chúng ta nghĩ Chúa sẽ nghĩ như thế nào? Chúa sẽ nghĩ như thế nào? Đôi khi ta lạm dụng sự thương xót của Chúa hơn là sống cho sự thương xót của Chúa. Ta thân ai chạm em. Đôi khi ta trục lợi sự thương xót của Chúa hơn là chúng ta sống một cách nghiêm túc cho sự kính sợ Chúa. Vì cái đó mà chúng ta thấy có nhiều người cứ té ngã là vì vậy đó. Họ không quản lý được. Chúng ta không quản lý được con người của mình, thì xin thưa với anh rằng chúng ta sẽ không quản lý được cái gì mà Chúa giao cho chúng ta cả. Ngay cả vợ con ta chúng ta không quản lý được. Chúng ta sẽ không quản lý được. Cho nên tôi muốn thách thức anh em tự hỏi mình một lần nữa rằng mình có phải là loại đầy tớ ngay lành trung tín mà Chúa khen không? Và cái kết quả của người đầy tớ này, Chúa nói gì? Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, cho nên chúng ta sẽ lập người coi sóc nhiều. Cho nên nghe chưa? Amen. Anh em, tại sao có nhiều người đi với Chúa mà Chúa không dùng để coi sóc một cái gì cả? Bởi người đó đã không trung tín trong việc nhỏ. Amen. Cái vấn đề không là nhiều ơn hay ít ơn, cái vấn đề là trung tín và ngay thẳng, không lân quanh. Amen. Không hầu vì Chúa bằng cái miệng, nhưng bằng tấm lòng của chúng ta. Bằng là tôi nghe chưa? Amen. Hallelujah. Không vì bất cứ cái điều gì cả, thì Chúa sẽ hứa ta sẽ làm ngươi coi sóc nhiều. Và cái lời này Chúa cũng dành cho người hai ta lăng, phải không ạ? Rõ ràng Chúa không thiên vị là người năm ta lăng và hai ta lăng. Chúa luôn luôn đúng với sự trung tín. Ta nghe chứ? Amen. Và Chúa Giêsu có trung tín không anh em? Chúa Giêsu là người chủ cực kỳ trung tín. Khi Ngài còn tại thế, Ngài trung tín không anh em? Ngài trung tín trong từng giờ cầu nguyện, Ngài trung tín trong từng sứ điệp, Ngài trung tín trong đời sống đắc thắng sự cám dỗ của Satan, của ma quỷ. Cho tôi nghe cha. Amen. Ngài trung tín mức độ chấp nhận uống chén đắng của Chúa, của thế giới, xin lỗi, của Đức Chúa Cha bảo Ngài phải uống. Và ngày hôm nay Ngài có coi sóc nhiều không vậy? Ngài trở thành vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa đối với thế giới này. Ngài coi sóc các nước, Ngài coi sóc trung tâm giải cứu của Chúa ở đây, Ngài coi sóc đời sống của tôi và từng cuộc đời anh em đang có mặt ở đây. Amen. Cho nên anh em có muốn Chúa dùng chúng ta không? Tại sao có nhiều người đi với Chúa mà không được Chúa dùng? Cái vấn đề không phải là ở trung tâm Chúa dùng chúng ta, nhưng mà khi ta ra về, Chúa vẫn còn dùng chúng ta trong mục đích cao cả của Ngài. Đó mới gọi là đầy tớ trung tín ngay lành. Amen. Có như ở trung tâm tốt lắm, vì có nhiều người còn nhắc nhở. Khi về giống như chim sổ lòng rồi, bắt đầu múa vỏ tự do. Thế là cứ ngã. Bởi vì người đó đã không thật sự là một đầy tớ ngay lành trung tín với Chúa. Trung tín trong việc sử dụng tiền bạc. Cho tôi nghe chữ amen. Chúng ta không thể nào lăn quanh vấn đề tiền bạc được. Chúng ta không thể nào gian dối về tiền bạc được, tham lam tiền bạc được. Trung tín trong chuyện tình cảm với Chúa. Không phải thấy cô gái đẹp mắt mình là nghĩ đó là ý Chúa. Samson nói xin ba mẹ xuống xứ Philippines lấy con gái đó cho con, vì con gái đẹp mắt con, chứ đâu phải đẹp mắt gia quê. Cái sự trung tín nó màu nhiệm bên em nó lớn lắm, chứ không phải một tiếng đồng hồ
mà tôi đã nói hết sự trung tín của Chúa đâu. Trung tín đến mức độ không hái trộm trái điều của anh chị Hải để ăn. Tôi không biết tôi nói ai, tôi thấy vai. Anh chị Hải rất là tốt với chúng ta. Chúng ta muốn cứ nói với anh chị một tiếng. Không cần phải làm cái gì đó sai sai. Alo. Alo. Thích thì nói thầy Tú mày. Và bây giờ chúng ta đi nhanh. Cái kết quả thứ hai, không phải được Chúa dùng coi sóc nhiều làm một cái lãnh đạo được tốt, nhưng hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Anh em, đây là điểm dừng cuối cùng của một người hầu Chúa đó anh em. Điểm dừng cuối cùng đó là giống như tiệc cưới mà năm người dạy năm người khôn vậy. Amen. Được Chúa mời, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ngày đến sẽ có những người không được vào hưởng sự vui mừng đó. Không phải những người đi nhà thờ đều được hưởng đâu, không có đâu. Không phải tất cả những người ở trong trung tâm giải cứu này đều như vậy đâu. Chúng ta phải trở thành đầy tớ, ngay lành, trung tín. Amen. Thì có lời mời này cho mỗi một chúng ta. Hallelujah. Bây giờ chúng ta đến với đầy tớ giang ác. Câu 4. Người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, anh em để ý nha. Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Như khi ai tôi nói, người đầy tớ biến nhát này, gian ác này, điêu ngoa này, ông chỉ biết Chúa chứ không biết ý của Chúa. Cho tôi nghe chị amen. 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 Giống như người anh con trai cả, xin lỗi, người anh con trai hoang đàng nói với cha rằng: Cha, con ở với cha lâu nay, nhưng mà cha chớ hề cho con một con dê để con nấu lẩu, con mời các bạn của con ăn. Còn cái đứa, cái thằng con mất dịch của cha đó, nó chia gia tài, nó lấy gia tài đi ra ở phường địa điểm, nó ăn chơi trác táng. Bây giờ nó trong chuông nó về, đói rách nó về, cha lại mở tiệc bò con mập đãi nó ăn. Rõ ràng bắt đầu người cha nói gì: Con, em của con tưởng chết mà bây giờ sống, tưởng mất mà bây giờ tìm lại được, há không mở tiệc ăn mừng sao? Còn con, hết thảy của cha là của con. Câu nói này người cha cho đứa con trai cả biết rằng người con trai cả không hề biết ý muốn của cha. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Không hề biết, chỉ biết cha thôi, không biết biết tấm lòng của người cha. Anh em đừng sống với Chúa Trời mà chỉ biết Ngài là đấng đáng sợ, đấng đáng kinh mà không biết ý muốn của Ngài. Amen. Chúng ta theo anh em Giuđa Iscariot có biết Chúa Giêsu đấng quyền năng không? Alo. Chính mắt của ông thấy Chúa Giêsu thầy của ông kêu Lazarus từ cái chết sống lại. Hỡi Lazarus, hãy bước ra. Lazarus đi ra. Giuđa Iscariot có thấy Chúa Giêsu làm phép lạ 5 cái bánh 2 con cá cho 5.000 người ăn chưa tính đàn bà và trẻ con không? Thấy. Nhưng mà ông vẫn bán Chúa đó chứ. Có nghĩa là ông biết Chúa của ông quyền năng, nhưng ông không biết ý của Chúa. Việc biết Chúa là toàn năng, quyền năng chưa nói ta là ai cả. Chúng ta phải biết Ngài là ai với chúng ta đó kìa. Cho tôi nghe chữ amen. Thì chúng ta mới kính sợ Chúa, chúng ta mới làm theo ý của Chúa. Anh em, người chủ này nói, xin lỗi người đại tớ biến nhắc, nói hay lắm. Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhắc, là người nghiêm khắc, là người khắc khe. Amen. Phải không ạ? Và biết Chúa gì nữa? Gặt trong chỗ mình không gieo. Ông biết Chúa toàn năng không? Toàn năng. Lượm lặt trong chỗ mình không gieo ra không cần. Ông biết Chúa toàn năng. Và ông sợ. Ông nói gì câu 25? Nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa. Anh em thấy kinh khủng không? Bao nhiêu người thấy vừa nghe câu nói, câu đối luận của đứa đại tớ gian ác này, chúng ta thấy dường như có lý. Dường như có lý không? Dường như có lý. Anh em ngày hôm nay có nhiều loại đầy tớ
gian ác cũng lập luật y chang như vậy. Ô, Chúa toàn năng mà, đâu cần gì mình đặt tay đâu. Chúa toàn năng, Chúa sẽ chữa lành cho bạn đó, đâu cần mình đặt tay đâu. Anh em coi chừng cái lời nói đó là lời nói mà giống đứa đầy tớ gian ác này. Có nhiều người nói gì, không có chợ, không có mở chợ cũng đông. Anh em đừng, đừng bao giờ ta phát ngôn cái lời nói giống giống cái đứa đầy tớ gian ác này. Ô, con biết Chúa là một người chủ nghiêm khắc, gặt trong chỗ mình không gieo, quyền năng không? Quyền năng. Lượm lặt trong chỗ mà Ngài không cần phải rải ra. Ngài đã quyền năng mà. Càng này có nhiều người nói gì, Chúa quyền năng, Chúa quyền năng đúng, Chúa toàn năng đúng, Chúa nhân từ đúng, Chúa thương xót đúng. Nhưng mà coi chừng việc chúng ta nói Ngài là ai, nó chưa nói chúng ta là đệ tử trung thành đâu. Amen. Chúng ta phải rất rất cẩn thận. Và bây giờ chúng ta để ý nè, trước cái lời đối đáp của đứa đệ tử biến nhắc này, con sáu người chủ trả lời như thế nào? Hỡi đầy tớ dữ và biến nhắc kia. Chúa không khen ổng phải không ạ? Chúa không nói là người nói đúng rồi, ta là chủ nghiêm khắc đúng rồi. Người nói là ta không cần, ta gặt trong chỗ ta không gieo đúng rồi, vì ta là Chúa toàn năng mày nè. Người chủ không hề khen câu đối đáp của đứa đệ tử biến nhắc này. Nhưng người chủ như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của đứa đệ tử đó. Người chủ nói gì? Hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia. Anh em thấy không? Chúa không khen đứa đệ tử biến nhát, mà Chúa quở trách hỡi đầy tớ dữ. Có bản dịch thì nói là đầy tớ gian ác, đầy tớ điêu ngoa. Điêu ngoa là từ miền Bắc phải không ạ? Đó là nói thì nghe hay lắm, nhưng mà làm dở ẹc à. Những anh em miền Bắc ở đây đâu, xin vui lòng giơ tay nè. Ai là người Bắc đó? Điêu ngoa có nghĩa là gì? Điêu lắm, cái mồm mày điêu lắm, nói nghe hay lắm, mà việc làm thì Trung Quốc. Anh em ngày mới trong hội thánh của Chúa có nhiều đệ tử giống giống như vậy. Nghe nói, nghe trình bày thì nó đã lộ tai lắm, nhưng mà khi bắt tay vào việc, nó không đúng như vậy. Nó không đúng như vậy. Và gì nữa anh em? Chúa nói hỡi đệ tử biến nhát. Và Chúa nói luôn nè, người biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lướm lặt trong chỗ ta không rải ra. Chúa là nó, Chúa nói người biết ta là đấng nghiêm nhặt, người biết ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Nhưng mà con bạn nói gì ạ? Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc chứ. Ông biết Chúa là quyền năng, amen. Điều đó không sai. Nhưng mà ông nhận ta lăng của Chúa, ông phải như thế nào? Chào tôi nghe chị amen. Chào tôi nghe chị amen. Chúa không cho chúng ta ân tứ cho không chúng ta, rồi không nói cái gì, rồi chúng ta nghĩ rằng Ngài không có nói gì hết, cho nên thôi bây giờ mình không làm gì hết. Không. Có nhiều người nói, Chúa quyền năng, đâu cần tôi. Chúa toàn năng, đâu cần tôi. Chúa đấng khỏi những sự không có như có rồi, đâu cần tôi. Anh em, Chúa cần tôi và anh em, nhưng Chúa không cần sự biến nhát và điêu ngoa của tôi và anh em. Chúa cần sự ngay thẳng, Chúa cần lòng trung tín của tôi và anh em. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vinh hiển thuộc về Chúa. Mà ta biết điều gì xảy ra ở đây? Chúa nói gì? Rồi khi ta trở về, con bảy sẽ lấy vốn và lời. Ngày Chúa đến, Ngài muốn nhìn thấy ai đó trong chúng ta chính thôi. Cái ta lăng hay là ân tứ Chúa ban cho chúng ta, chúng ta làm lợi ra, amen. Khi Chúa tính sổ, Chúa thấy wow, đúng là chúng ta đã dâng tất cả mọi sự vinh quang cho Chúa. Hallelujah, hallelujah. Dâng tất cả mọi sự vinh quang cho Chúa. Chúng ta đã thực sự nghiêm túc, không như đứa đệ tử biến nhắc này, chỉ biết Chúa mà không sống vì Chúa. Anh em, những ngày qua chúng ta có sống vì Chúa không? Hay là chúng ta sống với cái tôi của mình? Tôi là vậy đó, tính của tôi là vậy đó. Tôi lặp lại, những ngày qua chúng ta biết Chúa, tôi biết là chúng ta biết Chúa,
Nhưng mà việc biết Chúa và sống cho Chúa, sống vì Chúa, hai điều này khác nhau. Amen. Thế thì bao nhiêu người ở đây đã từng sống cho Chúa, vì Chúa? Hay là mình sống với sự ích kỷ mình vẫn còn đó? Mình sống cho cái tôi của mình vẫn còn đó? Mình sống theo cái bản ngã của mình, sống theo cái sở thích của mình? Và để nói là vậy, chúng ta rơi vào hình ảnh đầy tớ gian ác, đầy tớ biến nhát. Chúa trao ta lân để chúng ta xây dựng. Amen. Ở Việt Nam mình thì có thợ hồ, không có ông thầu xây dựng nào, ông chủ xây dựng nào, ông chủ một công trình nào mà kêu một người thợ hồ mà người thợ đó biến nhát mà ông vẫn trả lương và ông cho làm năm này qua năm kia. Tôi không tin. Nhưng chắc chắn một điều, người biến nhát sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Có phải không? Bị đuổi việc ngay lập tức. Thế thì anh em, Chúa Giêsu đã không ủng hộ quan điểm lý luận của đầy tớ biến nhát. Đó là tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, nhưng ông đã không thật sự sống cho sự nghiêm túc này. Amen. Chúa đưa ta lân và Chúa muốn ông làm lợi đó chứ, một ta lân khác chứ. Amen. Amen. Nhưng mà ông đã không thật sự sống cho sự nghiêm túc này, sống cho sự nghiêm khắc này của người chủ, phải không ạ? Ông biết Chúa toàn năng, nhưng ông không sống cho sự toàn năng đó. Amen. Hallelujah. Anh biết Chúa toàn năng, Chúa có thể không dùng tôi để có thể cứu được anh em, nhưng tôi biết được một điều, cho nên tôi vẫn giảng, tôi vẫn dạy, dù gặp thời không gặp thời, đó là Chúa vẫn dùng chúng ta để đụng chạm đến những cuộc đời khác. Hallelujah. Vì cái đó mà chúng ta phải rao giảng, phải giảng, phải dạy, phải làm công việc Chúa, dù gặp thời hay không gặp thời, dù người ta ủng hộ mình hay không ủng hộ, dù người ta nhạo báng mình hay tôn trọng mình, mình vẫn là một con người trung tín cho đến chết. Anh em biết rằng có một cái chi tiết rất tuyệt vời ở chỗ này mà Chúa nói đó, với cái người đầy tớ biến nhát này, con bảy đó, phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc. Có cái người buôn bạc ở đây. Và Chúa nói tôi rằng đây là hình ảnh người lãnh đạo. Amen. Lãnh đạo thuộc linh của chúng ta. Thế anh em thì tôi có thể biết anh em có những ân tứ gì không? Anh em phải học tập tôn trọng cái sự góp ý của tôi cho ân tứ của anh em. Cho tôi nghe chứ. Amen. Có những người đã không tôn trọng sự góp ý của tôi, cho nên họ không làm lợi ra được cái ân tứ đó. Amen. Và họ trở thành một đầy tớ dữ, gian ác, điêu ngoa và biến nhát. Và chúng ta đi đến cái phần cuối cùng là hậu quả dành cho đầy tớ biến nhát. Còn 8. Vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho người 10 ta lân. Anh em, sự nhịn nhục của Chúa có, nhưng không phải Ngài nhịn nhục hoài chúng ta đâu nhé. Sẽ đến một lúc chúng ta thấy gì? Cái ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta đó, Chúa thấy không làm lợi ra, Chúa lấy ân tứ đó Chúa cho cái người khác. Vì sẽ cho kẻ đã có. Amen. Kẻ đã có là họ có cái gì? Họ có lòng ngay thẳng, họ có lòng trung tín. Cho tôi nghe chị. Amen. Họ có điều này và Chúa sẽ cho thêm. Vì cái đó có nhiều người tại sao hầu về Chúa, càng hầu về Chúa càng phải có ơn, thì càng hầu về Chúa càng đi thụt lùi là sao? Bởi vì đơn giản lắm, không còn lòng ngay thẳng, không có lòng trung tín với Chúa nữa. Chúa đã lấy ơn đó, Chúa cho người khác, Chúa cho cái người đã có lòng trung tín, có sự ngay thẳng với Chúa. Cho tôi nghe chứ. Amen. Hallelujah. Và chúng ta thấy gì xảy ra ở đây? Câu 30 là câu chúng ta đọc chung. Không phải chúng ta mất ơn đâu, không phải chúng ta bị lấy ân tứ lại đâu, nhưng mà khốn nạn lắm anh em. Còn tên đầy tớ vô ích đó, đầy tớ biến nhát, đầy tớ gian ác điêu ngoa, bây giờ Chúa đổi cái việc xưng hô, Chúa gom lại, Chúa nói một lời, đó là đầy tớ vô ích. Anh em có biết rằng khi Chúa cứu chúng ta, Chúa muốn chúng ta là đầy tớ có ích không? Đầy tớ có ích.
Nhưng mà nếu ta không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào cái lời của trách này. Và số phận của đệ tớ vô ích này nó kinh khiếp. Gian ác điêu ngoa lười biếng này nó kinh khủng lắm. Nó không dừng lại cái chỗ là Chúa nói là đệ tớ vô ích chỗ đâu, mà Chúa bảo này, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm. Anh em nghe kỹ điều này, hãy quăng nó ra ngoài nơi chỗ tối tăm. Chỗ tối tăm này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đó là không đợi Chúa tái lâm đâu. Nhưng mà đời sống của chúng ta cứ thất bại lần này, thất bại lần kia, thất bại có là ở chỗ tối tăm này. Amen. Are you with me? Thất bại, sa ngã lần này lần kia, đó là do chúng ta làm đệ tớ vô ích. Ý nghĩa thứ hai, chúng ta biết tối tăm này là hình ảnh địa ngục không? Anh em một lần nữa chúng ta thấy giáo lý ân điển mới không có chỗ đứng với Kinh Thánh. Ngày đến chúng ta thấy, tại sao tôi coi những bộ phim hay những lời chứng của những người chết và Chúa cho lên thiên đàng gặp gỡ Chúa, thấy quang cảnh của thiên đàng như khải huyền. Không phải những người nào, những thước phim nào tôi cũng coi đâu. Vì có những tài liệu người ta viết chết rồi lên thiên đàng thấy này, mà trong khải huyền không có nói, tôi không tin. Đôi khi có nhiều người tự sao úp mình, tự làm cho mình nổi tiếng, và họ tự nói là họ chết rồi, Chúa cho họ sống lại lên thiên đàng cái gì. Và những cái chuyện bịa đặt vào trong khải huyền không có nói, trong cái đánh không có nói những điều họ thấy. Và họ được Chúa cho đi xuống địa ngục. Và tại địa ngục đó chúng ta thấy có những vị mục sư ở đó kêu khóc. Và mục sư tại Nigeria, mục sư Daniel, tiếng Anh là Daniel, ông đi xuống địa ngục và ông thấy vị mục sư mà ông được biết ở tại Nigeria. Ông mới đến, ông hỏi gì, anh ơi, tại sao anh ở chỗ này, tại sao anh ở cái chỗ mà lửa đốt như thế này, khủng khiếp như thế này. Vị mục sư đó kêu khóc, anh ơi, hãy nói với Chúa xuống cho tôi ra khỏi chỗ này, tôi chịu không nổi. Mục sư Daniel nói rằng là, nhưng mà anh ơi, tôi biết tại sao anh ở đây. Người học của Chúa đó trả lời gì? Bởi vì tôi đã từng ăn cắp tiền của hội thánh. Anh em, quyền lời của Chúa hôm nay rung lắc tấm lòng của tôi và anh em. Đừng nghĩ rằng chúng ta tin Chúa là được cứu nhé. Coi chừng chúng ta đi tin Chúa, ta ngồi trong phòng nhóm này, chúng ta là đầy tớ vô ích. Chúng ta không có ích lợi cho công việc của nhà Chúa. Chúng ta không có ích lợi cho gia đình của chúng ta. Trong từng bữa ăn ta cầu nguyện chúc phước cho gia đình của mình, người thân yêu của chúng ta. Chúng ta vô ích với xã hội. Chúng ta không đem lại cái sự bình an cho xã hội. Chúng ta không đem lại tiếng cười cho những người đau khổ. Chúng ta không đem lại sự hy vọng sống cho những người tuyệt vọng. Và đó là đầy tớ vô ích. Và chắc chắn sự tối tăm, nếu ta không dừng lại, sự tối tăm sẽ là bạn chúng ta đấy. Và ta thấy đi tiếp, không phải chỉ tối tăm mà thôi đâu. Kinh Thánh Chúa Giêsu nói tiếp, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Anh em, mỗi lần tôi đến chỗ đám tang đó, thì khi người thân mất thì tất nhiên là họ thương tiếc, họ khóc. Nhưng mà thật sự tôi thấy có những người khóc mướn á, tôi không chịu được. Tôi không chịu được vì khóc mướn. Cái tiếng khóc của họ nó bi ai lắm. Và nó không thật, phải không ạ? À, anh em, Chúa dựng nên nước mắt để chúng ta khóc, để chúng ta đem những gánh nặng, đem những sự buồn rầu ra khỏi tâm hồn của chúng ta nhẹ nhàng. Nhưng anh em mà không ai khóc từ giờ này qua giờ kia, phải không? Từ ngày này qua ngày kia, phải không? Như vậy là đắng cay lắm rồi. Và hình ảnh này chỉ có ở nơi địa ngục. 24 giờ của 24 giờ khóc lóc và nghiến răng. Nó kinh khiếp lắm ở hồ lửa đó.
đốt cháy. Và đồ gì gì? Sâu dòi làm nệm ngủ cho chúng ta. Những con sâu mà chúng ta thấy mua chim về ăn nó, nó ăn những cái con thú, nó biết gì, con gà, con chuột cống to quăng vào, 15 phút sau còn bộ xương trắng thôi. Thì khi những người mà chống đối Chúa vào địa ngục đó nè, sẽ đối diện những điều đó. Cho nên thấy rằng những người đầy tớ siêng năng có kết quả, đó là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia được lắm. Người đạt trung tín đến việc nhỏ, ta sẽ cho ngươi chăm sóc nhiều, coi sóc nhiều, và hãy đến vui cùng chủ của ngươi. Amen. Nhưng hậu quả của đứa đầy tớ biến nhát vô ích, đó là bị quăng ra nơi tối tăm, nơi đó có khóc lóc và nghiến răng, đó là địa ngục. Cho tôi kêu gọi anh em rằng thiên đàng không có chỗ cho những kẻ biến nhát. Thiên đàng không có chỗ cho những đầy tớ vô ích. Thiên đàng là vương quốc của những người có kết quả. Kết quả trong trung tín cầu nguyện, trung tín kính sợ Chúa, trung tín đầu phục Chúa, trung tín vâng lời Chúa, trung tín giữ mình trong sự thánh khiết với Chúa, trung tín và trung tín với Chúa mãi mãi. Amen. Sự trung tín là một lẽ thật, nó phải đi suốt cuộc đời của tôi và các anh em. Nếu không, đến một ngày nào đó, có thể ngày hôm nay chúng ta trung tín, nhưng có thể chiều nay chúng ta không còn trung tín nữa. Amen. Có thể nguyên ngày hôm nay chúng ta trung tín, nhưng mà ngày mai chúng ta không còn trung tín nữa. Cho nên trung tín là một trong những bông trái của Đức Thánh Linh. Amen. Và chúng ta cần phải giữ sự trung tín này, trung thành, vâng lời Chúa, đau phục Chúa. Amen. Dù gặp thời hay không gặp thời, dù nan đề hay thuận cảnh, chúng ta vẫn là một đầy tớ trung tín. Có như vậy, chúng ta mới được Chúa khen rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Xin mời hội thánh đồng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta nhận lãnh những điều gì? Chúa cho chúng ta hiểu những điều gì? Chúa cho chúng ta thấy, Chúa rung lắc chúng ta bằng những điều gì? Chúa làm chúng ta rúng động bởi những điều gì? Hãy cầu nguyện cho chính điều đó. Vì những điều mà Chúa làm ta hiểu, nó không phải đến từ chúng ta đâu, nó đến từ sự mặc khải của Đức Thánh Linh đó. Cho nên hãy cầu nguyện tập trung vào những điều chúng ta hiểu. Và xoay quanh, đó là hai loại đầy tớ. Chúng ta thuộc loại đầy tớ nào? Đầy tớ ngay lành trung tín, hay đầy tớ biến nhát, điêu ngoa và vô ích? Hãy cầu nguyện các anh em, hãy cầu nguyện cho chính mình. Vì người chủ mà Chúa Giêsu nói là chính Ngài. Sẽ có một ngày Ngài đến với mỗi một chúng ta cách rất cá nhân để hỏi chúng ta về những ta lân, về những ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Xin Chúa cứu tôi và anh em ra khỏi hình ảnh qua câu chuyện của người nữ có giọng hát hay và đã sử dụng ân tứ đó cho đời, cho thế gian này. Anh em ơi, đừng lẫn lộn cho điều này. Ở thế giới bên ngoài cũng có những nhạc sĩ họ hát nhạc cơ đốc và họ vẫn hát nhạc đời. Ở Việt Nam của chúng ta cũng vậy, có những người vừa hát nhạc thánh vừa hát nhạc đời, vừa làm những YouTube nhạc thánh và vừa làm những YouTube nhạc đời. Anh em, một suối nước không thể nào vừa ra nước đắng và nước ngọt được. Không thể được. Và tôi cầu thay cho những người mà gọi là nhạc sĩ cơ đốc tại Việt Nam, xin Chúa ban lòng ăn năn cho họ, để họ tỉnh thức và chỉ dùng ân tứ mà Chúa ban đó, không phải để kiếm tiền, để kinh tài, để làm cho mình nổi tiếng, nhưng hãy làm vinh hiển Chúa. Hãy tôn trọng Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, xin giúp chúng con, xin giúp chúng con giờ này. Xin giúp chúng con giờ này hỡi Chúa. Xin cho chúng con nhận biết qua lời của Chúa hôm nay, với chủ đề là hai loại đầy tớ, và cho chúng con nhận biết rằng chúng con có phải là đầy tớ ngay lành trung tín mà Chúa khen, hay là chúng con là đầy tớ điêu ngoa chỉ học với Chúa bằng cái miệng. Chúng con là đầy tớ vô ích,
Vì cớ chúng con không làm lợi ra với những ân tứ, với những điều gì Chúa ban cho chúng con. Hỡi Chúa, xin giúp đỡ chúng con hôm nay. Xin vui giúp chúng con qua lời của Ngài hôm nay. Xin tiếp tục làm rung động tấm lòng của một chúng con qua lời của Ngài, để chúng con xem xét lại, tra xét lại đời sống của chúng con. Chúa, chúng con không muốn chúng con rơi vào hình ảnh của đầy tớ vô ích, một đầy tớ điêu ngoa, một đầy tớ xòe tay ra để nhận lãnh ân tứ ba lần của Chúa giáo, mà chúng con trở thành đầy tớ vô ích của Ngài. Xin cho chúng con đừng chỉ biết Ngài, nhưng cho chúng con cũng phải sống cho Ngài, sống vì Ngài. Xin đừng để chúng con chỉ biết Ngài là Chúa toàn năng, nghiêm khắc, thánh khiết, đó chúng con phải sợ, mà chúng con không sống cho ý muốn của Ngài. Chúa ơi, đừng để chúng con sống theo ý của chúng con nữa. Đừng để chúng con làm theo ý muốn riêng của chúng con nữa. Để chúng con thật sự trở thành đầy tớ ngay lành, trung tín mà chủ của chúng con là Chúa Giêsu tìm được để xây dựng vương quốc của Chúa trên đất cải sống này. Chúng con tạ ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con tạ ơn Ngài. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Giúp chúng con, Chúa ơi. Xin giúp chúng con, Chúa ơi. Xin giúp chúng con. Xin giúp chính mình con. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Tạ ơn Ngài. Hallelujah. Shalabakaram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 aka
giới. Chúng ta cùng hiệp một mời khải thay mặt chúng ta những lời cầu nguyện. Xin lời của Chúa đeo đuổi chúng ta trong mùa thương khó năm 2024 này, để một chúng ta nghe lời của Chúa mà run sợ, nghe lời của Chúa khiến lòng của chúng ta phải trở lại nghiêm túc. Đừng chỉ đối đáp với Chúa như đầy tớ biết nhát, đừng chỉ biết Ngài như đầy tớ biết nhát đã từng biết, nhưng hãy sống cho Ngài và sống vì Ngài nữa, sống cho ý muốn của Ngài cho cuộc đời của chúng ta nữa anh em. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.